Xin chào mọi người, một ngày mới vui vẻ và bình an. Mình có cái cây này nó tên là Jozan. Thì nói chung là mình ship lâu lắm rồi, mình ship vào 8 tháng rồi. Hồi xưa ship xứ u mầm á, mà trồng cực quá. Nay 8 tháng rồi mới thấy mặt hoa của nó. Hôm nay mình quay để mình khoe cho các bạn. Thì nó cũng màu tím mà nó cũng đẹp, nhưng mà nó cũng không 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 bằng thằng Cẩm Đan hai đâu. Bự bông thì nói chung cũng bự các bạn. Ngày xưa mình ship cái sứ u mầm á, có một mắt thôi mà mình nói là một mắt 50 ngàn đó, đến 100 ngàn đó, đó. Nè, cái mẹ nó nè các bạn. Thì mình lấy cái mắt bên này mình ghép nè. Mình ghép được mấy cây. Rồi còn lại cái ấy này bữa nào ấy mình ghép nữa, mình coi thử bông nó đẹp không. Đó là cái cây mẹ của nó nè. Nay mình trồng, hồi xưa nó bằng cái cườm tay, mà bữa nay mình trồng 8 tháng nó được mới lớn rồi nè. Đây là cây mẹ của nó. Nói chung là xếp về trồng nó cực, nó lâu lắm. Xếp cái xứ u mầm nó về làm mà trồng nó cực lắm, nó chậm phát triển. Nói chung là nếu các bạn mà có cái cây sẵn, gốc sẵn mà các bạn ghép thì nó lên khỏe lắm. Còn mà nếu mà mình xếp u mầm về thì để chú ý là mình lấy giống thôi, chứ còn thật sự chăm nó cực. 8 tháng rồi bây giờ nó được chuyện này, nhưng mà nó yếu đó nha các bạn, yếu cực kỳ luôn. Hôm nay mình mới thấy được cái mặt bông của nó nè. Đó, thì để mình ấy xong rồi mình tiến hành mình lai, rồi nó có hạt thì mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn. Nói chung là cái bông này nó trổ nó cũng bị lỗi nha các bạn, nó 4 lớp mà nó trổ có 3 lớp, còn lớp này nó bị điếc nè. Nó bị điếc các bạn. Thì nói chung là mình quay cái mặt hoa cho các bạn xem thôi, chứ thật sự nó chưa có đạt. Nó 4 lớp mà bự lắm, nó bự lắm chứ không phải ấy đâu. Nhưng mà tại vì cái bông đầu tiên nó trổ rồi nó bị lỗi 3 lớp, còn 1 lớp trong này nó không trổ hết. Thì có những cái cây giống mới mà một số mặt hoa mình sẽ quay từng hoa lại hoa lại lại cho các bạn, thì sau này mình sẽ like hết. Thì ngoài những cái giống mà cơ bản như là Long Thành rồi Rất-tây-la-đi rồi Hồng Loan với Thần Tài Siêu Bông rồi Long Thành 1 2 rồi Kim Lân rồi Lạc Long Quân rồi này kia nọ, thì bây giờ mình cũng nhập một số giống mới về để mình like để sau này có hạt mình chia sẻ cho các bạn, để cho nó có cái hoa lạ lạ chơi. Chứ có cũng vừa qua xe lại thì mấy cái hạt hoài thì mấy bạn cũng buồn cũng chán. Thì mình cũng nhập về một số giống mới thì để mình giới thiệu các mặt hoa cho các bạn, thì mình sẽ like thì từ đây đến cuối Tết thì chắc chắn sẽ có hạt cho các bạn thôi. Thì đây là cái Jozan. Thì hoa nó 4 lớp, bông bự chứ không phải là ấy đâu, mà tự cái hoa này nó bị lỗi. Thì mình quay để cái mặt hoa cho các bạn coi đó mà, để chứ nó chưa có đẹp. Còn cái cây thứ hai thì cái mặt hoa này là cái mặt hoa Hải Vân. Thì nói chung là mình cũng mới nhập về, mình cũng sẽ like cho các bạn. Nói chung nó cũng đẹp, màu cam sọc nha các bạn, rất là đẹp. 4 5 lớp gì nó một bó trong này nè. Nói chung là mình nó đẹp lắm các bạn. Thì mỗi thứ một loại thì mình sẽ like hết cho các bạn xem. Rồi coi qua những cái mặt hoa rồi bắt đầu là sau này nó có trái rồi các bạn sẽ ship về trồng chơi. Thằng này 4 5 lớp gì đó, nói chung là nó gì lắm, nó rất là đẹp. Đó là những cái mặt hoa mà giống mới mà mình sẽ like để mình giới thiệu cho các bạn, để khi nó có hạt rồi thì mình sẽ ship cho các bạn nha. Thì còn tất cả, còn đây là cái thằng là gì, Vinh Hoa, mặt hoa của Vinh Hoa này các bạn. Mặt hoa của Vinh Hoa đó. Nghe nói chung là mình quay mình giới thiệu các cái mặt hoa cho các bạn, một số mặt hoa hết, tất cả các mặt hoa, để sau này các bạn cứ quyết định, khi nó có hoa rồi xong mình like rồi các bạn quyết định, các bạn sẽ đấy cái đủ loại để cho các bạn chơi, các bạn có sự lựa chọn. Thằng này
Hôm nay Long Thành 2 nè, nó mới về chỗ hồi sáng nè các bạn. Ở ngoài thì nó đẹp nhưng mà quay vô hình nó không có ăn hình nha các bạn, đặc biệt cái thằng Long Hai, nó thằng Hai nó ngộ, quay vô nó không có ăn hình, mình không biết làm sao. Rồi mình sẽ lần lượt giới thiệu các mặt hoa cho các bạn nha, rồi các bạn ấy, rồi các bạn lựa chọn, chứ nó nhiều loại lắm luôn các bạn. Mấy cây con của mình bữa nay nó phát triển tốt lắm đó các bạn, vừa nắng lên có mấy ngày thôi mà nó phát triển quá trời đẹp luôn rồi các bạn, bạn thấy không, phát triển đẹp ghê luôn á. Nè bạn thấy tốt ghê không, mới có mấy ngày nắng mới chưa được nửa tháng chứ nhiêu mà nó tốt vậy đó các bạn, xinh ơi là xinh luôn á, dễ thương tốt mù luôn. Mà để mình sắp xếp xong rồi mình sẽ ship cho các bạn, để mình sắp xếp cái đã, rồi bữa nào ấy rồi mình sắp xếp rồi mình ship cho các bạn. Nói chung là bữa nay nó lớn rồi chứ nó không phải như mùa mưa, mùa mưa nó đẹp nó không chịu lớn, nhiều khi ship cho các bạn nói ship cho cây chút xíu thật chứ nó không có lớn, nó lớn tháng nhưng mà nó không chịu lớn nha các bạn. Thì mình sẽ sắp xếp rồi mình sẽ ship cho các bạn. Nói chung là bữa nay cái cây nó rất là lớn rồi nha các bạn, để các bạn coi nè, nó lớn dữ rồi. Chắc nó hơn 10 phân rồi đó các bạn. Cũng có cây nhỏ cũng có cây lớn chứ không nhất thiết là cây lớn hết nha các bạn. Nó cũng có cái cây nó nhỏ, cây có cây nó lớn. Thì mình quay đây là mình quay để tượng trưng thôi chứ không phải là cây nào nó cũng lớn cũng cao. Thì cây nào nó phát triển trước thì mình ship trước cho các bạn, mình lựa ra. Cây nào nó phát triển sau thì mình từ từ. Hả? Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu các mặt hoa cho các bạn nha. Ngày mới mình cũng chúc các bạn mạnh khỏe, làm việc hiệu quả, sức khỏe dồi dào và gia đình hạnh phúc. Thì khi cái hoa nó ấy rồi thì mình sẽ like cho các bạn sẽ đón chờ xem nha. Chúc tất cả mọi người một ngày mới bình an. Xin chào tất cả mọi người nha.